Cứ mạnh vô ăn thoải mái đi. Anh chị là ở Phan Rang hả? À, Cẩm Lan Khánh Hòa. Rồi đi xe, đi xe gì lên? Trời ơi, xong đi xe đò. À. Thoải mái mà anh biết mà. Ui, anh này tay lái cơ đó là anh lụa rồi. Anh nhìn anh canh đường kẻ đường à. Dạ. Dạ dạ. Vậy là anh chị chạy từ dưới đó lên mấy giờ? 2 giờ. Đâu dưới đó mưa hả? Chết thật. Sao không chị, anh chị đi sớm sớm mà lên cho coi cho nó khỏe người, giờ này đi lên coi. Không, anh chị lên mai về đi học mà, lấy xe về luôn mà. Đi học cái gì? Đi dạy. À. Giáo viên chị dạy cấp mấy? Cấp nhỏ hả? Lớp nó ngon nè. Còn lớp này ok mà, thoải mái. Xe này vừa đăng kiểm xong là, tại vì đăng kiểm nó khó lắm, nó không phải như ngày xưa đâu chị. Ngày xưa là cứ tiền vô là xong là ok thôi, nhưng mà bữa nay là coi như là thua. Thôi, anh chị là coi như là lặn lội một cái đường xa mà từ Nha Trang Khánh Hòa, biển số 79 đến biển số Nha Trang đấy, quý anh chị. Đó. Lặn lội đường xa lên coi như là đêm hôm nghiên cứu chốt con xe Julie. Đó, thì xe này thì phải nói là anh chị cũng coi trên video là cũng rất là nhiều rồi. Đó, anh được cái thì anh trai này là cũng là thợ gara chứ không phải là người không biết nghề đó. Nhưng mà đã phải tối nhưng mà vẫn là đầu tư cho anh trai cái quả đèn pin đó, cho anh giỏi thoải mái và tất cả cái soi từng ly từng tí từng chi tiết đó. Nhưng mà để mà thật sự là coi như là nhiều khi em Trung cũng không có ra tiếp xúc nhiều, nhưng mà phải nói là nếu mà để em Trung tiếp xúc thì em nói là chỉ cần một nốt nhạc thôi là em Trung bán xe. Nhưng mà thôi kệ, cứ để cho anh coi, anh trai coi như là coi nghiên cứu thoải mái tất cả các kiểu, test các kiểu con đà điểu cho cô chú anh chị xong. Đây. Đó, anh chị thấy không? Đó. Phải nói là anh trai này dành xe, phải nói là rất dành xe luôn. Đó, bây giờ phải chui xuống dưới gầm. Anh ơi, có cần thì cho vô trong cầu, mình không cần phải mình chui như vậy nó tội vậy. Cần thì em cho vô trong cầu coi thôi mà. Nhà mình cầu nâng, cầu hầm là có đầy đủ hết. Vô lúc nãy đậu cầu. Dạ, lên nó thoải mái. Dạ, thì đi được cái thì ok mà. Camry này em vừa mới về xong. Đó. Nên là chưa dọn luôn. Đó, vừa mới giờ vừa mới về luôn. Dạ. Con này 185 triệu. Đẹp nhức nắp luôn. Đây. Dạ. 120 Vios. À, anh chị thấy không? Một mẫu xe Camry về mà anh chị thấy phải nói là chưa rửa, chưa dọn, nhưng mà phải nói là nó đẹp tới cái mức độ như thế này rồi. Đó, quý anh chị phải nói là thật sự là đẳng cấp chất phải Camry mà thật sự là không hết thời và không lỗi thời được quý anh chị nha. À, thích hợp này. Nội thất thì xe này thì anh chị không cần phải suy nghĩ rồi. À, anh chị thấy không? Nước sơn của em nó phải nói là rất đẹp luôn. Đấy. Một mẫu xe em này là Camry 2.4G nha quý anh chị nha. Thì em nó thì sinh năm 2003. Đó. Đèn tất cả cái mới rồi. Máy anh chị cũng cần suy nghĩ chất lư luôn. Đấy. Thì cứ để cho anh trai lượn một vòng. Đó. Thì buổi chiều tối mà không biết nên là thôi cứ để cho anh nghiên cứu. Nhưng mà phải nói là dám cam kết quý anh chị, em Trung chưa tiếp xúc, nhưng dám cam kết quý anh chị, anh trai này sẽ mua xe. Đó, sẽ mua xe đấy quý anh chị nha. Nên là có sao thì tại sao mình cũng thôi để tự thuận theo tự nhiên quý anh chị. Nhưng mà thật sự là cũng muốn là cũng cảm ơn đó, phải nói là em Trung cũng cảm ơn quý anh chị phương xa đó, đã tới ủng hộ em Trung. Phải nói là anh chị đã thấy thì hầu như là những cái mẫu xe mà em Trung vừa mới về thì hầu như là bán nhanh. Còn những cái xe này thì anh chị đang thấy, còn những cái xe này đấy quý anh chị nha, là ngủ lâu thâm niên ế quý anh chị cho giá bán bao nhiêu hợp lý luôn. Anh chị không phải nói là cũng còn vài cái mẫu xe ế ẩm nữa quý anh chị này đó, nên là anh chị phải nói là thật sự là từ 5 chỗ 7 chỗ đó quý anh chị nha. Nên là những cái mẫu xe này ế thì mới tồn động lại thôi. Mà không biết là em Trung bán lỗ hay là không biết là em Trung bán
gọi là nó mắc hay là nó như thế nào đó, hay là cái do cái màu quý anh chị. Hầu như màu đen quý anh chị nhớ, về là ngủ, màu đen về là ngủ, em màu đen này cũng ngủ quý anh chị, thật sự là tiếp tục em màu đen kia cũng ngủ, không hiểu tại sao, hay là không có duyên với màu đen, chắc phải đổi phong thủy quý anh chị. Nên là những cái dàn xe này anh chị đang thấy trên video thì em Trung đã quay rồi đúng không, nhưng anh chị cho giá bán bao nhiêu hợp lý luôn, nhiều khi gọi là xả lỗ cho cô chú anh chị cũng được, không vấn đề gì hết. Đây như em này Toyota này, nó như anh chị đang con tràn ngập, nó thuộc cái diện là nồi đồng cua đá mà quý anh chị. Nên là đây thì anh chị đang thấy phải nói là cũng trống ngày từ sáng giờ quý anh chị, những cái chỗ này là bán xe đã trống hết rồi quý anh chị, còn thật sự bữa nay cũng không còn xe bán nữa. những cái xe kia là thâm niên đấy quý anh chị. Tiếp tục cái đằng em trong kia thì anh chị đang thấy phải nó là lại một màu đen đấy, lại là thâm niên đấy quý anh chị đó. Nên là những cái xe trên cửa hàng của em Trung chẳng hạn như là anh chị đã coi rồi, ưng xe nào cho giá bán bao nhiêu hợp lý luôn đó quý anh chị nhé. Đây chẳng hạn như em này, một em Dagu này, thật sự là nói là đẹp nhức nách luôn anh chị thấy không? Phải nói là thật sự là chỉ với 35 triệu. Nên là anh chị cứ quan tâm cái mẫu xe nào thì cứ chụp hình lại, chẳng hạn như là đằng bên đây đó anh chị thấy không? Em này thì Dagu Manos quý anh chị này, giá chỉ với 100 triệu thôi, 100 triệu đúng quý anh chị. Nó phải nói nó thật sự là quá yêu luôn, và tiếp tục em này tập chạy tập lái đó, giá chỉ với 70 thôi. Anh cứ chạy thoải mái đi, ưng bao nhiêu nói luôn, test các kiểu thoải mái đó, sướng không? Đây là bán bao quay đầu có bảo hành, nên không cần phải suy nghĩ. Quay đầu luôn hả? Dạ. Đúng rồi, đã cứ nói là bao quay đầu, anh chỉ cần muốn bất cứ giờ nào khi nào Trung ơi. Tính ra bây giờ anh thử nghĩ, bây giờ anh chạy về chán quay đầu lỗ mấy triệu bạc làm gì đâu đúng không? Một xe ô tô không sướng lại quay đầu lại em Trung. Đó là thật sự là vậy là chị gái là làm giáo viên, anh trai dưới đó làm gì? Đâu cần đâu, anh nhìn mấy cái nách cửa này, cái xe đẹp hay không à, nhìn từ những nách cửa ra là biết. Tập lồ này hồi đấy. Cái xe nó rời lại rồi mà tiền giá tiền như thế nào mà mình chấp nhận được thì mình mới có thể là mua được. Cam ranh hôm vừa rồi là cũng bán cái xe Everest về dưới cam ranh á, Everest 2 là 9. Vậy là anh chị là đều làm giáo viên hết à? Dạ. À sửa máy. Bây giờ qua làm nhạc sống rồi. À. Hồi xưa mình làm nghề mình sửa ô tô. Anh làm lâu không? Làm từ học nghề 3 năm ra làm khoảng 3 4 năm nữa nghỉ. À. Vậy thì anh là quá dành rửa xe. Đại dạ. Tu là thay nhà máy là thay. Đại dạ. Tu thay từ giết rồi. Đây là vợ làm giáo viên và chồng làm sửa xe máy. À, quên sửa ô tô. Ừ. Vừa làm tài xế luôn. Đúng hợp lý luôn đúng không chị, đúng không? Mà đi là thuê người ta, làm nó khổ không có. Thuê em mướn thì cũng vậy thôi, cũng giống như em bây giờ, cũng giống như em đi giờ em đi làm thuê làm mướn vậy, làm thuê cho đồng tiền tất cả cái mà.